Hello, mến chào tất cả anh em. Thì như những cái video hoặc những cái live stream vừa rồi thì bên em cũng đã thông báo với anh em á. Thì bước sang tháng 11 này thì tất cả những cái mẫu đẩy 2 kênh, 4 kênh đó, bên em sẽ nâng giá lên anh em nhé. Bởi vì tất cả những nguyên liệu như linh kiện rồi là giá nhập vào nó khá là đắt so với những giá trước là lên tới là rẻ nhất ở tầm 200 anh em nhé, thấp nhất là 200-300 nghìn. Thì hôm nay làm video giới thiệu lại với anh em đấy, và cũng báo giá lại với anh em từng cái mẫu đẩy một để cho anh em tham khảo anh em nhé. Đầu tiên là con đẩy H500 này. Con này thì em giới thiệu rất nhiều rồi. Công suất của nó là 500W. Đây là một dòng đẩy 2 kênh mạch class H. Thì con đẩy này anh em có thể chơi được 2 cặp loa bass 25 hoặc 1 cặp loa bass 30. Con này thì giá vẫn không thay đổi anh em nhé. Giá vẫn không thay đổi, vẫn là 4 triệu. 4 triệu đồng chưa gồm phí ship anh em nhé. Ok chưa ạ? Tiếp theo thì một cục đẩy thứ hai, có công suất cao hơn một chút, thì như cục đẩy là A850 này. Em cũng bán rất nhiều rồi, nó dòng Play Aquatic cũng là con này rất là đẹp anh em nhé. Tiếng lời rất là sáng tiếng, và cũng được rất nhiều anh em ưa chuộng và mua trong thời gian vừa qua. Đây tem bảo hành chống hàng giả cho anh em rất là đầy đủ đúng không ạ? Tem mác nói chung là cục này rất là ok. Mặt màu đen, nói chung là rất là chất lượng. Thì cục đẩy này anh em có thể chơi căng cho em một cặp loa 30 và một cặp loa bass 25. Anh em lưu ý giúp em nhé. Nếu phòng nhỏ tầm 20m² thì anh em có thể chơi được 2 cặp loa 30 từ 170 quay 76. Ok chưa ạ? Giá bán của cục đẩy này thì bên em đang bán với giá là 4.500.000 đồng anh em nhé. 4.500.000 đồng chưa bao ship. Đó, anh em lưu ý giúp em nhé. LA650 hiện tại là 4.500.000 đồng chưa gồm phí ship. Cụ đẩy công suất 800W thì anh em có thể tham khảo mẫu đẩy 2 kênh LA850. Thì với cụ đẩy này, nhà anh em mà đang sử dụng 2 cặp loa bass 30, anh em nên mua cụ đẩy này cho em. Thứ nhất là chất âm hay, thứ hai giá hợp lý anh em nhé. Tiếng cực kỳ sáng với cụ đẩy này, rất được nhiều anh em mua. Rồi, con này thì em cũng vừa mở nội thất cho anh em xem. Riêng nội thất của cục đẩy LA850 này và LA650 thì nó như nhau thôi, nó chỉ hơn nhau mấy sò thôi và nó hơn nhau về phần công suất thôi anh em nhé. Còn tất cả linh kiện thì nó như nhau, mạch cũng là class H. Ok chưa ạ? Đằng trước và đằng sau thì nó đều có quạt tản nhiệt. Ok. Đây, thanh nhôm tản nhiệt khá là chất. Nói chung là dây rắc thì đi quá là gọn gàng, quá là ok rồi. Cái này anh em không phải suy nghĩ. Hàng chất lượng nhìn bao giờ nó khác đúng không ạ? Thì giá cục đẩy này thì bây giờ hiện tại bên em đang bán với giá là 5.200.000 đồng. 5.200.000 đồng chưa gồm phí ship anh em nhé. Anh em lưu ý giúp em là 850 là 5.200.000 đồng chưa bao ship. Còn một cái mẫu đẩy 2 kênh công suất lớn với cục đẩy này thì anh em, nhà anh em nào mà đang có đang chơi những cặp phun đôi 40 ấy, đang chơi cặp phun đôi 40 coi 100 hoặc là thì là anh em có thể sử dụng từ 220 anh em có thể dùng cục đẩy là 2150 anh em nhé. Rất là chất với cục đẩy này. Với cục đẩy này nếu mà chúng ta chơi một cặp chơi phun 40 thì anh em có thể chơi được hai cặp. Hai cặp mỗi kênh anh em có thể chơi được một cặp phun 40 cho em. Rất là khủng. Con này thì nó mạch class D. Mạch class D. Và cho anh em xem những cái linh kiện của nó đây. Rất là chất lượng đúng không ạ? Nhìn cái biến áp của nó quá khủng rồi. Rất là nhiều anh em mua đúng không ạ? Hai quạt tản nhiệt. Con này thì anh em không đừng nói gì về sò anh em nhé. Sò con này nó chỉ có 4 sò thôi. Nhưng mà công suất của nó cho ra là lên tới là 1.500W. Rất là lớn thực sự với anh em. Anh em thấy đẹp mà. Con này rất là đẹp, rất chất lượng anh em nhé. Cho nên nhà các bác mà dùng hai cặp full 40 hoặc là một cặp full đôi 40 anh em nhé, anh em nên sử dụng cục đẩy LA2150 này, khẳng định với anh em rất là hay, tiếng lời rất là sáng. Thì giá cục đẩy này thì bên em thì đang bán với giá là 8.700.000 đồng anh em nhé. 8.700.000 đồng chưa bao ship. Ok chưa ạ?
Đó, 8.700.000 đồng chưa bao ship. Đó. Bác nào mà muốn chơi súp kép thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cục đẩy này anh em nhé. Ví dụ chơi súp kép 50. Đó, anh em chơi được một cặp súp kép luôn. Ok chưa? Đó. Còn mẫu đẩy ở đây thì em có một mẫu đẩy chuyên sự kiện, nó chuyên súp kép cho anh em. Đó là cục đẩy LX3600XF. Đó, cục này thì nó tương đối nặng, size 3U. Đó, công suất chuẩn của nó là 1600W trên một kênh. Với một kênh này anh em có thể chơi căng một quả súp kép 50 này. À, từ 220 coi 125 đánh căng anh em nhá. Đánh rung hết luôn. Con này thì nó khá là nặng, nó lên tới hơn 40 kg. À, linh kiện thì rất là xịn. À, nhưng cái video trước thì em cũng cho anh em xem cái nội thất bên trong của nó rồi đó. Nó khá là chất. À, giá cục đẩy này hiện tại bên em đang bán với giá là 9.800.000 đồng anh em nhá. 9.800.000 đồng. Chưa bao ship. Ok chưa ạ? Đó, anh em chơi sự kiện mà chúng ta chơi súp kép thì anh em dùng cục đẩy này anh em không phải suy nghĩ gì đâu, khẳng định với anh em luôn. Đó. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cái mẫu đẩy hai kênh xong. Đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ em sẽ chuyển sang cái mẫu đẩy 4 kênh cho anh em. Đó. Mẫu đẩy 4 kênh thì bên em thì có những mẫu đẩy 800W, 900W, 1300 và rồi 1500W. Thì giới thiệu với anh em cụ đẩy 8004 trước anh em nhé. Cùng này nó là công suất là 800W trên một kênh, công suất chuẩn. Đó, với 4 kênh này anh em có thể chơi được 4 cặp loa bass 30. Đó, mạch class hát đúng không ạ? Con này linh kiện rất là chất, lên tới 64 sò LGB kép. Và con này thì em cũng đã bóc cho anh em xem rồi, tất cả nguồn đồng hết anh em nhé. Khẳng định với anh em luôn, nguồn nôm nhôm thì trả lại em tiền, đền tiền cho anh em. Đó. Đó, đây những thanh nhôm tản nhiệt em rất là chất lượng, ok chưa ạ? À, sò thẳng tắp luôn, 64 sò là GV kép. Đó, và 16 tụ anh em nhé. Đó, 16 tụ, 80V, 15.000mi, ok chưa ạ? Đó. Linh kiện rất là chất. Giờ giá của đẩy này bên em đang bán với giá là 7.800.000 đồng anh em nhé. 7.800.000 đồng bao ship cho anh em. Đó. 8004 hiện tại đang là 7.800.000 đồng bao ship cho anh em. Đó. Và cục đẩy 4 kênh thứ hai. Đó. Thì em vừa mở nội thất cho anh em xem. Đó là cục này thì cũng không còn xa lạ với anh em. Đây là cục đẩy 9004XF. Đó, cho anh em xem mặt đây. 9004XF anh em nhé. Đó, rất là chất đúng không ạ? Đó, rất là đẹp. Cục đẩy này công suất nó cũng lớn, nó lên tới 900W trên một kênh. Thì anh em có thể chơi được căng, chơi căng cho em hai cặp full 40 anh em nhé. Với cục đẩy này hai cặp full 40 hoặc là mỗi kênh chúng ta có thể chơi được một cặp loa bass 30. Đó. 4 kênh anh em chơi 4 cặp loa bass 30 là quá ok rồi. Đó. Cái này nhìn anh em nhìn cái thanh nhôm này. Nhìn cái biến áp của nó cũng rất là chất lượng đúng không ạ? Nó gồ lên nó quá chi là quá là chất luôn, quá là khủng, rất đẫy anh em nhé. Nó rất là to, cho anh em xem. Quá vật vã luôn. Đó. Con này thì nó có mạch class hát và cũng lên tới 16 tụ. Đó. Sản phẩm rất chất lượng của bên em, thời gian vừa qua bán rất là chạy. Đó. Nói chung là linh kiện rồi là dây rắc rồi đi nó rất là gọn gàng, nhìn nó rất là ok, sạch sẽ đúng không ạ? Đó. Những quạt tản nhiệt trước sau đều có. Đó. Thì giá cục đẩy này hiện tại bây giờ đang bán với giá là 8.600.000 đồng anh em nhé. 8.600.000 đồng bao ship cho anh em nào mà ở gần anh em có thể đến tại cửa hàng thì lấy với giá là 8.300.000 đồng. Bác nào ở xa gửi bưu điện đó bao ship cho anh em là 8.600.000 đồng anh em nhé. Đó, cục đẩy 8004 cũng vậy đó, anh em nào mà ở gần anh em đến tại cửa hàng lấy thì giá là 7.500.000, mà ở xa thì là 7.800.000 đồng bao ship cho anh em. Đó, thì anh em có thể tham khảo những cái mẫu đẩy bên em. Tiếp theo một cái mẫu đẩy cũng 900W. Đó, thì ở đây thì như anh em nhìn thấy con mặt màu xám này là con F7409 anh em nhé. Đó, con đang em đang mở đây. Đó, con này thì công suất nó 900W, mạch class 2A. Đó, con này nó chỉ có 38 sò thôi nhưng linh kiện của nó thì rất là chất. Đó, tiếng đời ra thì khá sáng, được rất nhiều anh em ưa chuộng và mua trong thời gian vừa qua. Cục đẩy này thì trước thì bên em bán với giá là 8.300.000 bao ship, nhưng sang tháng 11 này
Đấy, với hiện tại đấy, thì giá cục đẩy này đang là không là 8.600.000 đồng bao ship anh em nhé. Anh em đến tại cửa hàng lấy thì giá là 8.300.000 đó. Còn bác nào ở xa thì là gửi bưu điện thì sẽ là 8.600.000 đồng bao ship cho anh em. Ok chưa ạ? Đó, thì cục đẩy này anh em có thể chơi được hai cặp full 40 anh em nhé. Cục đẩy 7409 này anh em có thể chơi được hai cặp full 40 đó, hoặc là anh em có thể chơi mỗi kênh cặp loa bát 30 cho em. Ok chưa ạ? Đó, cục đẩy thứ 3 đấy, thứ 4 đây, cục đẩy Martin MA1300 này, đây là cục đẩy chuyên sự kiện anh em nhé. Con này thì nó khá nặng, nó lên tới 45kg đấy, và lên tới 80 sò là GVKF nguồn đồng. Thực sự anh em con này nó rất là chất lượng, anh em chơi sự kiện không phải suy nghĩ với cái dòng đẩy Martin MA1300 này của bên em. Anh em nhìn nó đã chất rồi đúng không ạ, quá là đẹp anh em nhé. Thực sự con này không phải suy nghĩ, rất nhiều anh em mua rồi. Có những tháng em bán đến 15-20 cục đẩy Martin MA1300 này, anh em phải biết rồi đấy, có ngày đi 2-3 cục đó. Thì cục này thì bên em hiện tại đang bán với giá là 10.500.000 đồng đó, 10.500.000 đồng chưa gồm phí ship. Ok chưa ạ? 10.500.000 đồng anh em nhé. Con này thì chiều sâu của nó thì nó rơi vào tầm phải đến tầm 60cm đó, nó khá là sâu đó, size 3U đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Con này rất là chất lượng, chúng ta chơi ngoài trời không phải suy nghĩ gì đâu, con này chạy rất là mát đó, không bao giờ anh em sợ lòng máy anh em nhé. Đó, thì báo giá lại với anh em, cục đẩy này đang bán với giá là 10.500.000 đồng đó. Đây, cục đẩy cuối cùng thì nó sẽ là một cục đẩy rất là cao cấp của bên em đó. Đây, cục đẩy siêu mỏng anh em nhé, con này size 1U nó chỉ mỏng như một con vang thôi, mỏng như con vang anh em thấy không ạ, rất là mỏng rất là mỏng. D4150 đó, của Lợi Aquatic. Con này đây là một dòng đẩy 4 kênh đấy, nguồn sung đấy, mạch class D anh em nhé, chiết áp bi đấy. Với công suất chuẩn của nó ra ra là 1500W trên một kênh này đó. Vậy 1500W thì anh em có thể chơi được những cái loa gì? 1500W mỗi kênh anh em có thể chơi cho em một quả súp kép này anh em nhé, hoặc mỗi kênh em chơi cho em một cặp full 40. Ok ạ? Đấy, 4 kênh này anh em chơi 4 cặp full 40, nhất là anh em chơi sự kiện hoặc chơi array, chơi cục đẩy này không phải suy nghĩ gì đó. Thứ nhất là nó nhẹ, chỉ tầm 10kg thôi đúng không ạ, đó, chỉ 10kg thôi đó. Thứ hai công suất lớn đó. Thứ ba tiếng đời rất là sáng đó. Và giá cục đẩy này bên em đang bán với giá là 14.500.000 đồng chưa gồm phí ship anh em nhé. 14.500.000 đồng chưa gồm phí ship. Còn con Martin MA1300 này thì đang bán với giá là 10.500.000 đồng đó. Con này thì anh em cũng có thể chơi được 4 cặp loa, 4 cặp loa bát 40 đó, 4 cặp loa bát 40 coi 100 đấy, và mỗi kênh này anh em chơi một quả súp súp kép 50 này. Ok chưa? Thì vừa rồi thì em cũng giới thiệu lại cho anh em những cái sản phẩm đẩy 2 kênh 4 kênh của bên em. Thì anh em xem video mà bác nào có nhu cầu ấy, thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.